Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nerdia. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về dự án Nutspat liên kết với Tago. Trong chương trình Adopt hôm nay thì sẽ có 5.000 người may mắn sẽ nhận được 20 đô giá trị token Tago. Và token sẽ được phân phối sau khi TGE kết thúc. Dự án Adopt ngày hôm nay sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 11 này. Chúng ta cùng nhau tham gia vào nhiệm vụ của những dự án New Store. Trước tiên các bạn sẽ điền địa chỉ ví. Ví thì chúng ta sẽ dùng ví MetaMask hoặc chất Wallet nhé. Xin phép anh em một chút bởi vì là để lâu quá nên là nó mình đã bảo lỗi. Chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ join và các kênh mạng xã hội. Chúng ta sẽ join trước là một kênh Telegram này, xác nhận này, rồi join tiếp thêm một kênh Telegram nữa. Và các bạn chuyển lại đây, chúng ta cũng sẽ xác nhận nhiệm vụ và follow các kênh mạng xã hội. Chúng ta follow kênh Twitter có hai kênh, kênh thứ nhất và kênh thứ hai. Xác nhận hai nhiệm vụ này rồi visit mở kênh YouTube. Các bạn đăng ký kênh ở đây thì mình đăng ký trước đó thôi, chúng ta có thể tiếp tục. Và bây giờ các bạn sẽ tải cho mình một cái app, thì cái việc tải hay không thì đấy là do các bạn thôi. Rồi mình cũng không tải, mình có thể ăn con tin luôn, mở mình là được. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về chương trình Adopt của dự án Tago liên kết với Nutspat. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào các bạn, video tiếp theo.